Rồi, tiếp tục mình qua part 4, question 16 to 20. Five sentences have been removed from the test below. Có 5 câu được lấy ra từ bài đọc, ha, bài test. For each question, choose the correct answer. Đối với mỗi một cái câu hỏi thì mình chọn câu trả lời chính xác. There are three extra sentences we do not need to use. Có thêm 3 cái câu nữa mà không cần phải sử dụng. Mình sẽ học về adventure in the air, những cái chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở trong không trung. The first ever balloon flight carrying passengers were made by the Mongol Fire Brigade in 1783, là cái chuyến bay vàng kinh khí cầu đầu tiên chở khách hàng thì chở hành khách ha, thì được thực hiện bởi anh em nhà Mongol Fire năm 1783. They used hot air to float the balloon over 1,000 meters up into the sky. Họ sử dụng cái luồng cái khí nóng để thổi vào trong cái bong bóng hoặc là kinh khí cầu để bay hơn 1,000 mét ở trên không trung. Nowadays, people still fly in hot air balloon, but there also less well-known sport called luster ballooning. Instead of one big balloon, hundreds of small balloons are used. Ngày nay thì người ta vẫn còn bay ở trong những cái kinh khí cầu mà sử dụng khí nóng, nhưng mà cũng có một cái môn thể thao ít được biết đến, được gọi là cái này là kinh khí cầu chùm hoặc là bong bóng chùm, luster là chùm ha. Thay vì một cái quả bóng lớn thì hàng trăm cái quả bóng nhỏ được sử dụng. Luster ballooning were invented by a lorry driver called Larry Water. Cái bong bóng bay chùm hoặc là kinh khí cầu chùm thì được phát minh bởi một cái tài xế xe tải được gọi là Larry Walter. Larry had wanted to fly using balloon for a long time. Larry đã muốn sử dụng bay mà sử dụng cái bong bóng này nè trong một thời gian khá là lâu. Rồi, phía sau của nó vị trí số 16 mình sẽ có it took almost 20 years however for his dream to finally come true. Thì nó mất hết khoảng 20 năm. Tuy nhiên mất khoảng 20 năm thì giấc mơ của anh ấy cuối cùng mới trở thành sự thật. Như vậy ngay vị trí số 16 này, phía trước là mình có cái tên tài xế xe tải là Larry, muốn bay bằng kinh khí cầu. Phía sau thì mất 20 năm. Như vậy mình sẽ dò qua. Khi mà bạn đọc như vậy thì đầu tiên ha, mình sẽ đọc hết 8 cái câu này, sẽ xem trong đầu đó mình hình dung nó là cái gì. Đó là cái cách thứ nhất. Mình chỉ dạo qua thôi, chứ còn đúng ra mình sẽ làm tới cái vị trí số 16, mình kiểm tra từng cái một, xem cái nào nó khớp thì mình nói nó vô, để ý những cái đại từ và những cái quan hệ về cái ý trước và sau cái chỗ trống ha. Thì mình nhìn vô nè, là câu A, he knew this would still make him feel very afraid. Anh ấy biết rằng cái việc này thì nó có thể làm cho anh ấy cảm thấy rất là sợ hãi. Không hợp ha. Câu B, the old fashioned hot air balloon make a horrible noise. Là cái bong bóng mà sử dụng khí nóng, cái kiểu đó thì nó làm cho tạo nên một cái tiếng ồn rất là khủng khiếp. Cái thông tin này cũng không phù hợp. Rồi, in fact, he was just a boy when he first started thinking about this. Như vậy bạn hình dung này, phía trước đó là phía trước cái khoảng trống này thì nó là Larry muốn bay bằng cái bong bóng mà sử dụng cái bong bóng hoặc là kinh khí cầu trong một thời gian dài. Phía sau mất 20 năm thì như vậy ngay chỗ này nó vị trí C này nó có vẻ là hợp ha. Thật sự thì anh ấy chỉ là một cái chàng trai khi mà anh ấy lần đầu nghĩ về nó. Ok, vậy là cái vị trí C đó là hợp ha. Rồi, mình và tiếp theo thử xem những cái khác nó có hợp hơn hay không. Câu đi lất kỳ lỉ, he landed safely after a couple of hours, không liên quan. Câu E, they are also much less dangerous, chúng nó thì ít nguy hiểm hơn, cũng chẳng liên quan. However, there were an unexpected problem. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề mà không mong đợi, cũng không có liên quan, mà không có dính gì tới sau 20 năm hết. But this để he referred to you balloon. Anh ấy đã từng muốn bay bằng balloon rồi, cho nên cái này nó không đúng. He immediately after that he tried to learn how this would be possible. Ngay sau đó, nếu mà ngay sau đó thì không phải là 20 năm. Như vậy thì chỉ có số 16 này mình điền C là nó hợp thôi ha các bạn. Vậy mình sẽ điền vô số 16 này là C. Rồi, ok. Mình qua đây, khi bạn điền rồi thì qua đây mình sẽ đánh dấu một cái. Để anh chị, mình có xài lại ha. Đó là cái quan trọng ở chỗ đó, nhiều khi mình lại trùng với là mất thời gian cho nó lắm. Rồi, tiếp tục. One day, một ngày nọ, Larry decided to do an experiment. He wanted to try flying a new meter
A Few Meters Above His Garden. Một ngày nọ thì Larry quyết định để làm một cái thí nghiệm và anh ấy muốn bay chỉ một vài mét bên trên cái khu vườn của anh ấy thôi. So he bought 45 balloons, filled them with a gas called helium and tied them to a chair. Vì vậy anh ấy đã mua 45 cái quả bong bóng, bơm đầy chúng với cái khí được gọi là helium, và cột chúng vào trong cái ghế. Then he cut the rope that were holding the chair to the ground. Và rồi anh ấy cắt cái sợi dây thừng mà nó giữ cái ghế với mặt đất. Rồi mình có cái vị trí số 17. Và sau đó là the chair with Larry sitting in it float 7 km into the sky rather than just a few meters. Như vậy thì anh ấy, bạn hãy tưởng tượng ha, Larry muốn bay lên một vài mét khỏi khu vườn thôi, cho nên ngồi trên cái ghế, cột xuống mặt đất và treo mấy chục cái 45 quả bong bóng mà bơm khí heli lên. Thì sau khi mà cắt cái sợi dây thì cái ghế cùng với Larry ngồi trên đó mới bay nhiều km vào trong không trung, mà thay vì là chỉ là vài mét thôi. Thì vấn đề này nó rất là nguy hiểm ha, cho nên ngay chỗ này vị trí của nó là however there were unexpected problem là nó đúng ha. Mình chọn F vô vị trí này ha. Rồi ngay chỗ này mình sẽ chọn là F, có một cái vấn đề mà nó xảy ra ngoài cái việc mà bất ngờ là anh ấy đã bay một vài km luôn. The wind were flowing strongly and Larry began to float out toward the sea. Gió thì trở nên thổi rất là mạnh và Larry bắt đầu trôi hướng về phía biển. Things were getting dangerous. Mọi việc trở nên rất là nguy hiểm. Then to make matter even worse, the wind changed and the balloon started to flow toward the local airport. Và rồi cái vấn đề thì nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà gió đổi hướng và những cái quả bong bóng này bắt đầu thổi hướng về cái sân bay ở địa phương. Larry felt worried. Larry cảm thấy rất là lo lắng. Đó là trước số 18. Sau số 18 là the story of Larry fly were all over the news. And this is how adventure spot up luster ballooning were born. Cái câu chuyện về cái chuyến bay của Larry này nè, thì nó bay khắp các cái mặt báo và đó là cái cách mà cái môn thể thao mạo hiểm gọi là bong bóng chùm này được ra đời ha. Thì như vậy chắc chắn ngay chỗ số 18 này Larry phải hạ cánh an toàn đúng không? Cho nên mình chọn cái thông tin nào mà liên quan ở đó là đây câu D ha, luckily he landed safely after a couple of hours. Sau vài giờ bay lơ lửng như vậy thì anh ấy cuối cùng cũng hạ cánh an toàn và các cái nhà báo mới bắt đầu viết về cái thông tin của Larry này. Thì cái môn thể thao mạo hiểm đó nó mới bắt đầu ra đời ha. Rồi sorry ha, đang ghi âm thì có điện thoại ha. One experienced luster balloonist Leo Burns flew his luster balloon over a large range of mountains in Europe and the Alps. Một cái nhà mà bay cái kinh khí cầu mà giàu kinh nghiệm là Leo Burns đã bay một vài cái bong bóng cái kinh khí cầu của anh ấy qua một loạt những cái dải núi lớn nhất ở châu Âu như là cái dải Alps ha. This wasn't his first flight. Cái này mặc dù đây không phải là chuyến bay đầu tiên, Leo had got his pilot license several years before, so were already due to fly. Leo thì có cái bằng hoặc là cái giấy phép phi công cách đây rất là nhiều năm, trước đó nhiều năm. Vì vậy thì đã sẵn sàng, đã quen với cái việc bay rồi. Đó là trước cái vị trí số 19. Sau vị trí số 19 mình sẽ có according to Leo, there is no better way to fly. Luster ballooning amazing, he said. Balloon were usually completely silenced. Rồi ở đây mình sẽ có sau vị trí số 19 là những cái quả bong bóng này nè, thì nó thường rất là im lặng, tức là im lặng một cách hoàn toàn. Vậy thì mình sẽ chọn một cái gì đó mà ở phía sau này ha, mà nó phù hợp. Rồi mình coi coi nó có cái gì đây. Ok, hơi bị rối ren rồi. Rồi vậy thì ngay số 19 này ở phía trước là tên của Leo, phía sau này chỉ có thể là mình già xuống thì G thôi. But this day he preferred to use balloon. Tức là ông ấy là cái nhân vật mà Leo này nè, thì là phi công, nhưng mà anh ấy lại thích gì các bạn? Thích
bay bằng kinh khí cầu ha. Cho nên ngay chỗ 19 này mình sẽ điền vô là G mới đúng ha. Rồi ok, vậy mình điền vô câu 19 này là G ha. Rồi tiếp tục câu 20. Theo như Leo này thì hồi nãy mình nói là không có cái cách nào tốt hơn là bay bằng cái kinh khí cầu rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Balloon are usually completely silent. They weren't as safe as modern booster balloon either. Chúng nó thì không có được an toàn như là những cái kiểu mà kinh khí cầu mà cột lại, tức là cái bong bóng chùm mà hiện đại bây giờ, thậm chí là như vậy. Như vậy cái 20 này chỉ còn có mình sẽ điền cái gì liên quan đến hồi nãy mình nói là nó thông tin của mình là gì. B ha, the old-fashioned hot balloon, hot air balloon, made a horrible noise. Như vậy cái cuối cùng của mình sẽ điền là B ha các bạn. Ok. Rồi bởi vì sao? Nó có cái tiếng ồn, còn bên kia là silent ha. Rồi ok, mình qua đây mình điền vô. Cái 20 này là B. Ok, rồi xong bài ha. Thầy đã cố để như vậy đặng mình có thể đọc lại nguyên cái bài một cách dễ dàng hơn, thay vì mình chỉ điền A, B, C, D thôi. Rồi ok, thầy đọc lại lần nữa ha. Adventure in the air, the first ever balloon fly carrying passengers were made by the Mongol Fire Brother in 1783. They used hot air to float the balloon over 1,000 meters up into the sky. Nowadays, people still fly in hot air balloon, but they are also less well-known sport called luster ballooning. Instead of one big balloon, hundreds of small balloons are used. Luster ballooning were invented by a lorry driver called Larry Walter. Larry had wanted to fly using balloon for a long time. In fact, he was just a boy when he first started thinking about it. It took almost 20 years, however, for his dream to finally come true. One day, Larry decided to do an experiment. He wanted to try flying a few meters above his garden, so he bought 45 balloons, filled them with a gas called helium, and tied them to a chair. He then cut a strap that was holding the chair to the ground. However, there was an unexpected problem. The chair with Larry sitting in it floated several kilometers into the sky rather than just a few meters. The wind was flowing strongly and Larry began to float out toward the sea. Things were getting dangerous. Then, to make matters even worse, the wind changed and the balloon started to flow toward the local airport. Larry felt worried. Luckily, he landed safely after a couple of hours. The story of Larry's flight were all over the news, and this is how adventure sports of luster ballooning were born. One experienced luster balloonist, Leo Burn, flew his luster balloon over the largest range of mountain in Europe, the Alps. It wasn't his first flight, though. Leo had got his pilot license several years ago, so were already used to fly. But these days, he preferred to use balloon. According to Leo, they know better way to fly. Luster ballooning amazing, he say. The balloon are usually completely silent. The old-fashioned hot air balloon made a horrible noise. They weren't as safe as modern luster balloon either. Ok, rồi xong ha. Đó cũng là cái cách mà sau khi các bạn điền xong hết thì bạn cẩn thận sẽ phải đọc lại để một lần nữa xem nguyên cái bản văn của mình nè, nó có đúng hết không ha. Ok, rồi xong, pass for.